kè này kêu mít ta. Chúng ta sẽ tra cái từ kia nhé. Nào nghe đọc này. Seizure. Seizure. À, seizure. 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 À, seizure. Yeah. Còn cái từ kia là chữ giờ này. Mà cái chữ này là giờ này, trong phiên âm quốc tế là giờ này. Và ở đây các bạn khoanh câu D đấy. Seizure. Câu D. Tiếp theo, century là chữ sờ, picture, cinema, silent. Bây giờ nhá, century, cinema, silent là chữ sờ hết. Trong khi đây là picture là chữ cờ mới ra được pic. Actor, violent, story và listen. Cái chữ tờ này bị câm này, chỉ đọc là listen thôi. Chứ không đọc là listen, đọc là listen. Character là chữ K này. Character là chữ K. À, change là chữ chờ, cheerful là chữ chờ và achieve là chữ chờ. Cho nên đây là khoanh vào câu này. Rồi, sang câu số 8. Hide, sigh, wait, laugh. Mấy cái câu kia là câm hết. Câm hết chữ g, h, câm. Trong chữ này đọc là f. Vậy khoanh vào câu này. Rồi, xong rồi đấy, chép vào. Chép vào đi. Xong rồi không? Rồi. Rồi, định nghĩa này. Trong sách không có, nhìn đây. Người mà đóng phim là gì? Nam diễn viên. Một vở kịch hoặc một bộ phim mà những cái phần của câu chuyện được hát với nhạc. Phim gì ta? Phim gì đấy? Nhạc phim gì? Để coi nào, quyển sách hôm trước mình có học các loại phim không? Này trong sách không có phải không? Buồn ngủ nhỉ. Đó là phim gì ta? Kịch hả? Nhạc kịch à? Một người mà làm phim gọi là gì? Nhà làm phim là gì? Director. À, producer. Nhà sản xuất. Phim producer. Người mà xem phim gọi là khán giả. À, một phần của bộ phim, một người trong bộ phim là nhân vật. À, những nam diễn viên mà quan trọng nhất trong phim, nhân vật chính. The main character. Con mũi này mất nét. Một bộ phim mà có âm thanh và cái voice, cái giọng và âm thanh không được nghe thấy là kịch câm. Bỏ qua số bài này. Chúng ta có từ common, comic director, combined character, mouth, mustache, knife, silent, funny bit, điền vô. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin là một, là một gì? Charlie Chaplin là một nam diễn viên điện ảnh người Anh. Và gì? Suy nghĩ nào. Để ít thời gian suy nghĩ. Lấy cái gì sâu, học cái gì rồi con? Và đạo diễn nhá, đạo diễn của hầu hết các bộ những cái bộ phim của ông. Cô kêu học một tập luận văn thứ hai cô cũng kêu. Bài gì? Tập luận văn. Cơ sầu riêng hả? Dạ. Con học thuộc đi. Tả hả? Cây ăn quả. Rồi tiếp theo. Cây ăn quả, cây sầu riêng có phải là được không? Được, quá được. Còn bạn Vân cô chấm chưa? Chưa. Còn bạn Vân đã chấm rồi. Mấy? Bạn nói là cơ phải viết dài dài hơn các bạn.
bài của con chấm chưa? Rồi, tiếp theo số 2 nào. Hầu hết mọi người xem ông ấy là một nam diễn viên vĩ đại của gì? Của cái gì CNM? Anh ấy xuất hiện trong nhiều bộ phim. Ông này là diễn viên hài ha. Trong những bộ phim như là cái gì? Character. Ở đây đâu có character đâu ta. Cái này là cái gì? The Bad No. The Bad No. À, có character mà. Rồi, ở đây là dâu quai nón. À, dâu gì dâu này? Rear map. Và đôi giày thì quá như thế nào cho ông ấy? Quá to, funny big, hài hước. Làm cho ông ấy đi bộ trong một cái cách gì? Ngứa quá đi thôi á. Một gái gần chết luôn. Funny big nó giống nhau được. Bực quá sao liền nhau. Cái này là big nè con. Funny nè. À, anh ấy làm ra cái gì shop. Những bộ phim mà ngắn ấy. Kết hợp á. Hiệp sĩ. Còn hai từ nữa. Hiệp hai là cái gì cô? Hả? Hiệp sĩ. Concept nó có giống vậy? Concept đâu mà giống luôn. Không giống à? Có thấy giống gì đâu cô. Kỳ vậy ta. Ê giống luôn. Đến câu 8 là hết rồi đúng không? Đúng rồi cô. 975 thôi. Ủa đến đâu rồi? Sách cũ nó có tặng 10 luôn cô. Này chắc sách cũ rồi. Cái này hình như nó gộp lại cô 8 cái này còn 10 đó sao cô.
Bài này khoanh nào con. Nó là bài 4 trang 151 nhá. Đầu tiên tôi nghĩ rằng Trace là một cái gã thú vị. Interesting. Nhưng tối nay tôi sao? Tôi rất nhàm chán. Có một chút nhàm chán ở công ty ông ấy. Anh ấy thực sự học rất nhanh. Anh ấy có những cái tiến bộ rất là đáng ngạc nhiên. It was disappointing not to get the job. Philip was exceptionally annoyed. I thought the program on wildlife was fascinating. Tôi nghĩ rằng chương trình về thế giới động vật rất là, bản thân nó phải là word fascinating rồi. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút. Fascinating. Tất cả chúng tôi đều hồi hộp. Chúng tôi là chủ ngữ người rồi. Tôi nó thật sự terrifying. Nó, bản thân nó. Mọi người bị sốc, mọi người là người ở đây xài sốc ít đi. Chuyến đi mất cả ngày và đêm, họ cảm thấy mệt mỏi, họ cảm thấy mệt mỏi. Tim cảm thấy sợ hãi khi ấy xem con rắn, nhìn thấy con rắn dưới chân phải không? Frightened ít đi. Tại sao bạn luôn luôn nhìn mệt mỏi quá vậy? Bản thân boring. Cuộc sống thực sự nhàm chán phải không? So, cuộc sống của bạn so boring. Xong chưa? That was a very. Bài này có trong sách nè. Biết luôn bài này, nghỉ đây cho khỏe đây. That was a very interesting movie. What did you think? To be honest, I found it kind of bored. I'm not that. I'm not interested in science fiction. Really, I find it fascinating. What type of movie do you enjoy? Mostly comedy. Have you seen Home Again? Yes, but Trey wasn't amusing at all. In fact, I thought it was horrifying. The storyline was confused, and I couldn't find any humor in the character problem. When held the teacher, I felt kind of depressed. I'm amazed. That you felt that way. I thought it was very amusing. Well, I guess it's matter of taste. Speaking of taste, would you like to get by to this thing? This is late and I'm exhausted.
chưa? Sao hỏi gì? À, tiếng cô. Tiếng Anh ngày mai hả? Mang đây hỏi đi. Do you think, bạn có nghĩ rằng Maga Grass will take the job you offer her? I don't know. She seems... Cái gì? Tidy. Bà ấy yêu cô, yêu sao cô? Có không? Có. Được rồi. Tidy. Tidy là gọn gàng á. Untidy là bề bộn, bừa bộn, untidy. Rồi làm đi con ơi. 1B. 1B. Tôi nghĩ rằng sẽ nhận những công việc mà bạn cho đề nghị cô ấy làm. Tôi không biết nữa, cô ấy dường như là thú vị với nó. Cô ấy dường như rất interested con. Cái này là floor. Bản thân chúng là người mà. Hả? Floor. Floor là sàn nhà. Rubbit. Okay. Rubbit là rác. Luyện viết đi. Rubbit. Luyện viết đi nha. Rồi câu tiếp theo nè. À, tôi thấy nghe thấy nó thực sự. Nó là vật đó. Con xài cái từ ED này nè. À, tiếp theo. Câu tiếp theo là gì? Câu tiếp theo là tôi. Tôi thì phải là disappointed rồi. Tiếp theo, what a terrible football game. I thought it were. Tôi nghĩ rằng nó thì phải là in rồi. How gì? Chúng ta nghe bạn nhận học bổng. Rất là vui vui khi mà bạn nhận được học bổng. Nhá. Câu này phải là câu B. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo. Trời ơi, sao cô cứ ngồi cô ngãi gần chết luôn á. Sâu quá Nguyên ơi. Ngồi đâu giữa thang màn của cô nó cứ lắc lư lắc lư. Sâu quá, sâu nó đốt cô này. À con đó hả? Mệt quá hả? Tèm nó uống vô. Rồi. À, giáo sư Alan. À, giáo sư của lớp học của giáo sư Alan hả? À, là tốt nhất mà tôi đã từng đến. Tôi nghĩ rằng nó là nó gì đâu rồi, sao mà nó lung tung thế này trong sách được. Cô ngồi trong sách nào. I think it's the most. Ở đây có câu A hoặc câu C sai được thôi. Boring hay là border. Ở đây phải là boring. Chọn boring. The most boring là câu A này con này. Sang câu số 7. I can't believe that Jim is marrying the con gái của tổng thống gì đây nè. Và họ sẽ cưới nhau. That they would get married là một điều rất là ngạc nhiên. Bản thân nó ngạc nhiên. Câu này là câu câu bao nhiêu? Trong sách có giống không? Nhìn lạ lạ ta. I can't believe that dream. That marriage is surprising. Surprising, okay? Surprising. How the train like her new car? She delighted con. Chủ ngữ người. His handmade clothes. Tấm vải bàn á, rất là đẹp. Rất là đẹp. Juicy sauce quality is pleasing. Đây là thiếu ngải trang. You look nervous. Bạn nhìn căng thẳng quá. Cái sấm sét nó làm cho tôi sợ hãi đó. Make me scared. Rồi. Cái này chắc chắn là ED rồi. Mấy bài này trong cái này khó gì cô? Khó gì đâu, cái này là liên quan tính từ mình mới học đó. Cô đang bị ngứa hết cả mặt mũi rồi, cô mất tập trung lắm.
vô chèn xe bóng đi cô. Ngứa lắm luôn á. Càng này này con ngứa cả từ sáng tới giờ luôn á. Tắm mấy lần rồi. Vô lấy xe bóng chèn hết rồi cô. Hết đâu, cô bị dị ứng sâu. Tôi nghĩ rằng cái cách Jessica đối xử thì hoàn toàn gây sốc. Hoàn toàn gây sốc. Thì câu này á, con phải là thiên inh. Cái bản thân sốc. Rồi sang cấu trúc not until mình mới học xong. It was not until này. It was not until con. It was not until. Dễ. Nốt bài này nghỉ cho con nghỉ. Họ thức khuya quá. It was not until. It was not until. Nào. It was not. It was này. Not này, until này. 2:30. That. That. Bây giờ chuyển thành everyone. Everyone could leave. Phải đến 2:30 thì mọi người mới có thể rời đi sân vận động. Giống như đi coi đá bóng. Rồi, sang câu 2, cô ấy đã không được phép mở món quà sinh nhật cho tôi sinh nhật. Vậy là phải chờ đến sinh nhật. It was not until until her birthday. Đáp si được phép mở were allowed to open her present. Câu số 3, chúng tôi đã không có bất kỳ ngày nghỉ nào cho tới mùa hè năm ngoái. It was not until. It was not until. It was not until. Last summer we had the any we had the holiday. Phải cho tới mùa hè năm ngoái chúng tôi mới có một kỳ nghỉ. It này, word này, not until này, last summer này, we had the a holiday. Rồi câu số 4, cô ấy đã không dừng học tiếng Đức cho đến khi 24 tuổi. It was not until the age of 24 that she stopped learning German. Nhá. Trời mưa cả ngày, tôi ghét thời tiết này. Rồi tiếp theo này. Ai đến đây chưa? Chép đến đây chưa?
I couldn't finish my project until Mark helped me. Tôi không thể hoàn thành dự án của tôi cho đến khi Mark giúp tôi. Làm sao đây? It was not until. Đúng con. Ừ. Trên đây thiếu câu số 3, thiếu từ đáp này. Rồi câu số 6 sắp hết chưa, cho đi ngủ này. It ngủ cho khỏe chứ Covid mà học khuya. It was not until midnight that I select được chưa? They didn't pay the bill until the electricity was cut off. Họ đã không trả hóa đơn cho đến khi tiền điện bị cắt. Đến khi điện chứ, sorry, à, đến khi điện bị cắt rồi, à, vẫn chưa trả hóa đơn. Phải chờ đến khi trả hóa đơn thì phải chờ đến khi mà tiền mà điện bị cắt rồi thì họ mới trả hóa đơn nhé. Câu này ý chỉ vậy. It was not until the electricity was cut off that they pay the bill. Câu số 8. I couldn't comment further until I had on the information. It was not until I had the on the information that I could comment further. Ok chưa? Rồi cho nghỉ sớm đi cho đỡ mệt. Mai học tiếp. Mai 7 giờ 7 rưỡi á. Hả? Mai mấy giờ? Mai 7 giờ 7 rưỡi rồi đó con. Dạ. Nhiều cô.